Rồi quý vị ơi, tiếp theo là một cái combo 10 cây mai chiếu thủy 400k bao phí ship luôn nha quý vị. Anh nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha. Cái này là siêu mini nha, kim giòn với chung nu không nha quý vị. Đại số là kim giòn nha, một cây. Cái này là dâm cành đó nha quý vị. Mình về mình chơi siêu mini á, mình ép như mấy cái chậu nhỏ nhỏ vậy nè nha quý vị. Chậu nhỏ nhỏ vậy nè, chơi như vậy nè. Rồi, cây này cây số 3 nha. Cây cây số 4 nha quý vị. 4 cây. Cây này cây chung nu nè, số 5 nè. Cây cây số 6 nha quý vị. Cây cây số 7 nha. Cây cây số 8 nha. Đây cây cây. Ủa, mấy cây rồi ta? 9 cây rồi, cây này cây số 9. Cây này cây số 10 nha quý vị. Tổng cộng 10 cây. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Với cái này 5 nữa là 10 ha quý vị ha. Rồi 10 cây là 400 bao phí ship luôn ha. Có anh đòi mua 5 lô YouTuber, tôi nói không có được. 5 lô cũng như 1 lô thôi. Tại vì cái này bán cái này có lời có 5.000 cây à. Giờ tôi cái này cũng đâu có số lượng nhiều đâu. Giờ anh mua 4 5 lô gì tôi cũng bán vậy thôi chứ đâu có bớt được nữa. Cây lại có 5.000 giờ bớt nhiêu nữa giờ. Rồi vậy đi nha quý vị. Để bán lâu lâu bán lô vui chơi. Rồi xuống luôn quý vị ơi.